Hương sắc khuynh thành quyển 2, chương 163, lãi nhãi và lo âu. 2. Đề tài đi quá xa rồi, xa tới một nam một bắc, tả nam hạ thấy con gái trầm tư, tả nam hạ đột nhiên bật cười, cười rất vui vẻ. Khi con gái nhìn sang dò hỏi, ông mới giải thích, cha hiểu rồi, té ra là như thế, ha ha ha. Thế là sao ạ? À? Con gái lại chưa hiểu. Cậu ấy quan tâm tới con, cho nên cố ý thay đổi bản thân con cũng quan tâm tới cậu ấy cho nên cố ý giữ khoảng cách nên cả hai đứa càng tới gần nhau cho nên cảm giác càng xa cách tả nam hạ quả nhiên không thẹn là người nghiên cứu triết học cả đời nhìn rất thấu triệt tranh thủ khuyên con gái hy dĩnh sống tới tuổi của cha nhìn mọi thứ nhạt lắm đời người mấy chục năm cao hứng là được rồi đời này sai lầm duy nhất của cha là đã quá nghiêm khắc với con dạy con quá quy củ con không thể học được về cuộc sống từ sách vở đâu trước kia người ta luôn nói cách mạng văn hóa đưa phần tử đại trí thức như cha xuống quê lao động là đại họa nhưng bây giờ nhìn lại thì chưa chắc ít nhất những người như cha trải qua chuyện ấy càng hiểu cuộc sống hơn nhiều việc thực ra rất đơn giản con người sống thư thái cao hứng là được điều này không liên quan gì tới tài phú trí tuệ địa vị học thức ngược lại những thứ ngoài thân đó thường là thứ ngăn cản người ta có cuộc sống thoải mái tả hy dĩnh nhích người tự hồ bị lời của cha làm xúc động Tả Nam Hạ đứng lên, đừng thấy cha lại nhảy quá, cha không định can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa, con vui là được, có điều con không cần cố ý, nếu con cố ý lạnh nhạt xa lánh đuổi cậu ta đi, kết quả với cậu ấy chưa chắc đã tốt hơn, nhưng con sẽ hối hận và dây dứt cả đời. Nói xong xoay người rời đi, khẽ khép cửa lại. Tả Hy Dĩnh ngồi ngay ra đó chẳng tiếp tục học được nữa, nghe thấy cha bật tivi giống mọi khi, rồi sau đó không lâu không thấy âm thanh gì nữa, chắc cha về phòng đọc sách rồi thực ra hôm nay cô học chẳng vào đầu óc rất loạn tả hy dĩnh nhón chân mở cửa một khe hẹp nghe ngóng hồi lâu không thấy tiếng động nào đổi dép mềm khẽ khẽ xuống lầu đứng ở cầu thang do dự hồi lâu nghe thấy tiếng tivi rất nhỏ trong phòng giúp việc đi về phía phòng đơn dũng cô định làm gì à muốn xem xem cậu ta làm gì bị mình lạnh nhạt có giận không lần đầu tiên làm loại chuyện như đi ăn trộm này tim tả hy dĩnh đập mạnh áp tai vào cửa cửa lọc sáng cổ đẩy nhẹ. Đơn Dũng đang ngồi đối diện với màn hình vi tính, xoay lưng về phía cô, bật nhạc nhẹ nhẹ, đang chơi bài trên máy tính. Tả Hy dĩnh nổi tính trẻ con, định hù cho Đơn Dũng giật mình, di động Đơn Dũng reo, thành ra cô mới là người giật mình, dừng động tác. Nghe chuyện riêng của người ta thì không hay, Tả Hy dĩnh định đi, nghe thấy cái tên quen thuộc, dừng lại. Đại bằng, sao thế? Cái gì? Không làm thành quản nữa. Ồ, bị khai trừ. Không thể nào, cha cậu vừa được đề bạc lên làm phó cục trưởng. Hả, cha cậu tới đội tuyên bố. Ha ha ha, thế thì cậu hết chỗ kêu oan, đáng đời. Thời buổi nào rồi còn gây sự đánh nhau, không xử lý cậu thì ai? Sao? Cậu thi công vụ viên. Bằng vào bộ dạng cậu Á, riêng yêu cầu ngũ quan đoan chính là chặn hết cửa của cậu rồi, bày trò gì thế? Báo danh rồi, thôi thôi, đừng bốc phép, cậu mà có tiền đồ thì xã hội này vô vọng rồi. Theo anh làm á, cậu đi hại chính phủ đi, đừng hại anh. Cúp đây, bận lắm. Đang ở cùng tư oánh, uống rượu à. Sao thế mỹ nữ, nhớ anh quá à. Một cái tên mới, hình như là tên con gái, bỗng dưng làm tả hy dĩnh tò mò, len lén nhìn đơn dũng đã chuyển di động sang tay khác. Từ, tôi biết, sẽ tranh thủ về sớm, dù sao đang kỳ giáp hạt chẳng có việc gì, hàng tích trữ của chúng ta đủ dùng mấy tháng rồi cô đừng thúc giục tôi vất vả chạy mấy nghìn km tới hạ môn tán gái có dễ dàng gì hiệu quả á đương nhiên là tốt hiện giờ chúng tôi ngủ cùng nhau bị cô quấy nhiễu cái gì bảo cô ấy nói chuyện à cô ấy có quen cô đâu không nói gì bốc phét à cô chưa thấy thôi năm xưa nếu tôi theo đuổi cô thì chúng ta sớm thuê phòng rồi ha ha uống ít thôi hả tiểu cái cũng không làm nữa được để cậu ấy nói chuyện với tôi lại đổi người rồi có điều đoạn trước làm tả hy dĩnh đỏ mặt bỗng dưng tức giận lại nghe đơn dũng an bài chuyện làm ăn hôm nay các cậu làm sao thế đều quan tâm tới chuyện anh tán gái vậy nói thừa tất nhiên là tuyệt sắc trong nữ giới cực phẩm rồi dẫn về á không được cô ấy học thạc sĩ còn chưa tốt nghiệp con mẹ nó coi thường bằng cấp anh không cao à nói cho mà biết nếu trường có khoa tán gái thì anh đã có bằng thạc sĩ rồi. Sao? Duy đặt á, Duy đặt làm sao? Lão xài tới tìm các cậu. Chỗ quỷ quái đó đừng tới nhiều, đám con gái ở đó chơi đùa các cậu như trẻ con thôi. Xì, các cậu làm sao so với anh được, anh từ nhỏ rèn luyện trong gian khổ, công phu trên giường lợi hại hơn cả công phu quyền cước. Lôi ca của cậu á, lôi đại bằng là cái rắm, lần đầu của cậu ta là do anh mày dạy đấy vệ hoa cậu cũng không làm nữa à ồ tới trung tâm giám sát trị an sao nơi đó không tệ đâu cần anh giúp gì không gì muốn một bức ảnh của chị dâu cậu á đi chết đi sao cậu không xin ảnh khỏa thân luôn ấy muốn ảnh khỏa thân à được anh khỏa thân chụp cho cậu xem đơn dũng nói bậy nói bạ liên hồi tục không chịu nổi tả hy vĩnh cảm xúc ngổn ngang nhất thời không biết làm sao đúng lúc đơn dũng bốc phép hăng đắc ý xoay người trên ghế thì thấy sư tỷ bột một phát di động rơi xuống sàn người cũng thiếu chút nữa ngã luôn toàn thân hóa đá hỏng rồi không biết sư tỷ nghe bao lâu rồi đơn dũng cũng là người kinh qua sóng gió nhào bổ tới tắt ngay di động đứng dậy gượng gạo hỏi sư tỷ sao còn chưa đi ngủ hì hì tới nghe tiếng lòng của thạc sĩ tán gái tả hy dĩnh mặt không lộ biểu cảm nào hu hu sao anh đen thế không biết đơn dũng biết là hỏng chuyện rồi quá nữa là sư tỷ nghe thấy hết rồi rối rít phân bua em em bốc phép với bọn nó thôi chuyện đó không coi là thật được tả hy dĩnh thở dài mai tôi kiếm người đưa cậu đi chơi hạ môn ngày kia tôi nghĩ cậu chơi thêm vài ngày rồi hẳn đi à vâng đơn dũng vội gật đầu lúc nãy còn bốc phép bản lĩnh tán gái giờ đối diện với sư tỷ ú a à ú ớ không nói được gì nghỉ sớm đi tả hy dĩnh nói xong đi luôn khi đơn dũng định đáp lời thì bóng hình xinh đẹp đã biến mất ở lối rẽ hành lang chắc vỗ mạnh vào trán đơn dũng kêu khổ không thôi lại chắc 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 vỗ mạnh vài cái nữa mới đóng cửa vào hối hận chết thôi chuẩn bị bao nhiêu lâu bị một cuộc điện thoại khốn kiếp hủy hết rồi chỉ tại lũ không kiếp kia lũ đó bị đồn công an bắt sau đó trong đội khai trừ mấy tên cầm đầu cũng chẳng sao mấy đứa đó vừa vặn không muốn làm nữa thế nào mà tống tư oánh còn tới an ủi đơn dũng nghĩ lại vừa rồi mình nói cái gì chụp ảnh khỏa thân ngủ cùng nhau công phu trên giường bỏ mẹ bao nhiêu từ hay ho như thế đảm bảo sư tỷ nhìn mình với con mắt khác luôn thôi xong rồi mình không nên tới con mẹ nó hỏng hết hình tượng rồi đơn dũng vừa tức vừa hối hận tắt máy vi tính nằm lăn ra giường lòng như bị mèo cào đứng dậy đi qua đi lại cuối cùng vẫn là buồn chán thả mình xuống giường giờ trừ ngủ ra thì còn làm gì được nữa đơn dũng lăn qua lăn lại trên giường tự trách bản thân rất lâu nghĩ tới lần này đến hạ môn sư tỷ không xa không gần không nóng không lạnh thành khúc mắt trong lòng y tâm tình này phối hợp với bóng hoa lay động ngoài cửa những tòa nhà cao tầng nhấp nháy đèn so với hưởng mã trại tùng bách xanh ung chó sủa gà kêu hoàn toàn khác nhau có lẽ mình không nên xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của bác tả và sư tỷ đơn dũng chẳng mong đợi gì ở tương lai chỉ tìm kiếm một sự bình yên trong lòng, vừa rồi làm chuyện lớn như vậy, không khỏi bất an, mỗi lần nhớ tới giáo sư tả nói chuyện thấu tâm can, khí chất điềm tĩnh xuất trần của sư tỷ khiến y thấy lòng tĩnh lặng. Nhưng biệt thự cổ đắt tiền, bầu không khí học thức này, làm y không hòa nhập được. Mẹ nó, mình trả ra cái bò gì, đóng giả cái gì chứ, muốn ra sao thì ra, ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại vô địch, đơn dũng chụp gối lên mặt, quả nhiên lòng thư thái thì mắt díp lại, ngủ luôn rồi cuộc sống nơi này luôn yên tĩnh như thế sáng sớm đơn dũng dậy chạy bộ men theo khu biệt thự khi quay về thì giáo sư tả đã dậy đang làm động tác khởi động chậm rì rì sau đó là bữa sáng sư tỷ có vẻ không phải loại hình ưa hoạt động chỉ ra ban công làm động tác thể dục tiếp theo là ăn sáng rau sang biến thành đậu hũ trứng ốc thành chân giò muối nhà này ăn không nhiều bữa cơm nói cũng ít khi tả hy dĩnh lên tiếng cũng là lúc cô đi học hôm nay cô mặc chiếc áo thun ngắn tay bó người quần dinh bảy phân vai đeo cái túi rơm kia đi ra ngoài cửa vóc dáng thon thả ấy còn xinh đẹp hơn hoa sân khắp vườn đơn dũng liếm môi khi không gặp sư tỷ nhất định áp ức suy nghĩ vượt thân phận có điều nếu gặp rồi mà không có ý nghĩ xấu gì thì là lừa người khi ở lộ châu sư tỷ còn mang chút bệnh tật giờ sức sống tràn ngập dung mạo tươi tắn làm đơn dũng nhìn mà nóng người nếu có được cô bạn gái như thế chết cũng chẳng quan không biết sư tỷ ở trên giường sẽ thuộc loại hình nào nhỉ. Thật khó tưởng tượng khuôn mặt thanh nhã của sư tỷ lúc động tình sẽ ra sao. Này này! Tả nam hạ gọi hồn đơn dũng quay lại, đợi khi y nhìn sang mới nói, thái độ của hy dĩnh sao còn tệ hơn cả hôm qua, chẳng thèm để ý tới cậu nữa rồi. Đơn dũng chẳng dám nói vấn đề ở mình, cười, có à, tối qua chị ấy nói phái ai tới đưa cháu đi chơi, không phải là bác chứ à. Nếu là thế thì chắc là thằng cháu ngoại của tôi thôi khi dĩnh không có bạn bè gì cả giáo sư tả nói đơn dũng phàm chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng xấu nhất làm theo hướng tốt nhất nếu lần này cậu phấn chấn mà tới thất vọng quay về tôi kiến nghị cậu bế môn tu luyện chân chỉnh bản thân đặc biệt là cách ăn nói của cậu tìm kiếm đề tài chung với nó cậu thấy tôi nói đúng không khó lắm mát ạ à. đơn dũng biết vấn đề của mình sợ giúp việc nghe thấy hạ thấp giọng bác biết mà bụng châu chỉ có ăn thôi bác bảo cháu thảo luận vấn đề triết học với chị ấy cháu đâu biết với lại không phải cháu hạ thấp bác cái đó không có tác dụng đâu muốn có thì phải đợi tới tuổi của bác cơ cháu có khoác đạt tới mấy cũng không thể bỏ chuyện làm ăn được trước tiên cứ phải no cái bụng mới nói lý tưởng đúng không ạ à? ha 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 đúng có lý lắm cực kỳ có lý đây mới là lời vàng ngọc hơn đức đám lãnh đạo ngồi văn phòng ăn to nói lớn tả nam hạ khen ngợi đúng lúc này nghe thấy tiếng xe rất lớn rồi có người gọi ông ngoại là thằng cháu Lương Ngọc Châu tới rồi. Đơn Dũng quay ra chào hắn rồi nghiêm túc nói với tả Nam Hạ, bác tả, cháu sẽ không thất vọng mà về đâu. Thế sao? Đương nhiên, ý định của cháu khi tới đây chưa chắc đã như bác nghĩ. Vậy là gì? Nói thế này đi, cháu biết bộ dạng cháu thế này, đoán chừng sư tỷ nhìn đã giận rồi, không để ý cũng được. Trong lòng cháu, bác quan trọng hơn. Tả Nam Hạ nghe mà bất ngờ, từ khi nào mà tôi có vinh hạnh lớn như vậy thế? Luôn có ạ, à, cháu muốn học làm sao có thể sống sái thoát, khoái hoạt như bác. Đơn Dũng nói không hề giống đùa. Tả Nam Hạ chỉ cười mà thôi, cậu ngàn vạn lần đừng chỉ nhìn bề ngoài, người sống tới tuổi tôi sở dĩ vô dục vô cầu, đó là bởi vì không có tinh lực cũng không có năng lực, tôi lại chẳng quá mong quay về tuổi 20 đi ngắm gái như cậu hôm qua ấy chứ. Vì, từ cô giúp việc đang dọn bàn tới đơn dũng thêm vào lương ngọc châu đi vào đều phí cười câu nói này khiến đơn dũng càng hiểu sâu thêm về tính cách thoáng đạt của ông có lẽ sống tùy tâm ý mà không vượt quy củ chính là lý tưởng của ông chứ không à họ chưa đi thì ông đã xách cái lồng chim ung dung đi tìm đám bạn già uống trà tán gẫu rồi nói đi đi đâu nào đơn đại hiệp nếu anh không biết đi đâu thì em an bài lương ngọc châu lên xe hiếu kỳ hỏi đơn dũng đơn dũng nghĩ một lúc rồi nói ra biển đi anh lớn chừng này còn chưa biết biển thế nào. Ha ha ha, ok, Lương Ngọc Trân khởi động, xe phóng vèo đi, cảnh biển thì lúc nào cũng có thể xem, chuyến này đi qua hồng lâu nổi danh toàn quốc, anh muốn đi xem không? Anh có muốn thấy cơ sở chống tham nhũng hữu bại không? Anh có muốn thấy đạn bạc đạn thịt bắn gục cán bộ thế nào không? Có muốn thấy trang tuyệt sắc của hồng lâu không? Ừ, vậy thì đi hồng lâu chim ngưỡng chút. Đơn Dũng động lòng, đột nhiên nhận ra, thằng cháu này hợp khẩu vị mới mình nghe, nghĩ thế quay sang nhìn thằng cháu, cả hai cùng cười phá lên. Khi hai người tới đường hoàng đảo vang danh xa gần thì đã là giữa trưa, bụng đầy món ăn tinh tế, mắt đầy cảnh đẹp ven biển, ở cái thành phố giạc hào không khí nhàn nhã này làm người ta thoải mái, tạm thời quên đi những phiền não mà thành phố khác đem lại. Lương Ngọc Châu ngồi ở ghế phụ lái, đang gọi điện thoại, bọn họ tới Nam Phổ Đà nhưng không lên núi, vẻn vẹn đi một vòng. Hồng Lâu chỉ tham quan qua loa, hâm mộ cuộc sống hủ bại của cán bộ lãnh đạo thằng cháu vừa sáng sớm đã rời nhà chủ yếu nghe gì an bài đưa đơn dũng đi dạo quanh thành phố kiếm món ăn hiếm có của hạ môn cái gì mà trà sữa trương tam phong cái gì mà long đầu ngư hoàng rồi hào sống nướng hành tỏi dù là đơn dũng rất kén ăn cũng bị những món ăn vặt độc đáo ngon miệng chinh phục hai người đi tới đâu ăn tới đó quá nửa đề tài liên quan tới ăn uống cảnh đẹp chẳng xem là bao Đến trưa tới thực đình ký cực kỳ nổi tiếng thì lửng bụng rồi, có điều không chống lại được cám dỗ hai món vây cá mập và bác bảo ngư đầu, cố ăn không ít, đi ra ngoài, Lương Ngọc Châu chẳng muốn lái xe nữa, ném cho đơn dũng. Rất khoan khoái, mở cửa sổ xe ra một khe hẹp, cảm thụ mùi biển do gió mang tới, thành phố biển cây cối xanh tươi, thời tiết ấm áp, khác biệt hoàn toàn với lộ châu núi cao vách thẳng, tùng bách thẳng đứng. Bắt đầu từ lúc xuống máy bay, không khí ẩm ướt ở nơi này mang tới cho người ta một cảm giác thân thiết, tự hồ đây không phải là nơi xa lạ. Vốn cho rằng đó là vì sắp gặp được sư tỷ rồi nên mới sinh ra cảm giác đó, nhưng giờ từ từ nhận ra, không phải thế, mà là cảm giác cuộc sống mà y khao khát. Trong tầm mắt trời nước liền một dải, sóng nước bao la khiến lòng người rộng lớn. Ở gần sóng trắng hết đời này tới đợt khác tràn lên bãi cát, người trên đó hoặc độc hành, hoặc tụ thành nhóm, nô đùa vui vẻ, tưởng chừng lúc nào cũng thư thái như thế trên đường hoàng đảo càng nhiều người đi bộ đạp xe thi thoảng phát hiện cảnh đẹp nào đó rồi dừng chân dáng vẻ ngất ngây lại thành phong cảnh trong mắt người khác từng nghe giáo sư tả nói cuộc sống ở nơi này buổi sáng tắm nắng tối tắm biển ra ngoài mới cảm thụ rõ dọc đường thấy không ít cư dân đặt bàn ghế tựa tắm nắng ở ban công hoặc là cắm cái ô rồi ngủ gật phía dưới hay thay những bộ đồ bơi sắc sở nô đùa ở chỗ nước gần càng có trung lão niên nhàn nhã ấm đất pha trà, thông thả khép mắt thưởng thức. Đồng hồ cuộc sống một khi chậm tới tiết tấu thích hợp, nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp. Đơn Dũng lái xe rất chậm, thấy Lương Ngọc Châu vừa cúp điện thoại, định nói gì đó thì điện thoại lại reo, lại bận rộn. Tiếp xúc gần hơn mới biết, tuy hai người chung sở thích, song vẫn có khác biệt, ví dụ tên này từ lúc lên xe là điện thoại không dừng, mà toàn là con gái gọi tới tìm mới ghê chứ. Một cô là mễ mễ, họ nói chuyện bằng tiếng mân nam nghe không hiểu tiếp đó là phương dung hình như là em gái hồng kông nghe cũng không hiểu nốt giờ hay rồi thằng cháu nói tiếng anh với trình độ của đơn dũng chỉ đủ thi thoảng nghe ra lớp ok hồi lâu sau cúp điện thoại thằng cháu cười nịnh giải thích với đơn dũng nhiều nữ nhân thật phiền đơn đại hiệp lái xe không tiện hả tôi nhát gan lắm nên lái chậm đơn dũng nói đùa không sao anh lái chiếc xe này thì dù có phạm luật cũng không ai dám bắt đâu." Thằng cháu đắc ý nói. "Đúng vậy thật, một cái xe đắt tiền đeo biển toàn số 8, ai dạy gì mà bắt." Đi một lúc, thằng cháu chỉ một căn biệt thự đằng xa trên cao, "thấy không đấy là nhà em, có thời gian anh tới chơi nhé." "Có mình cậu thôi à?" "Không, bà ngoại em nữa, cha em thi thoảng về, mẹ em vừa đi, còn một cô giúp việc." "Hả, bà ngoại?" vợ của ông ngoại cậu à đúng rồi cậu có mấy ông ngoại đơn dũng lấy làm lạ chẳng lẽ vợ khác của ông tả vẫn còn là bà ngoại ruột của em đấy bà ngoại sau thì không còn bà ngoại từ nhỏ chăm em anh lấy làm lạ vì sao ông ngoại và bà ngoại không sống cùng nhau à đúng à mà cũng không đúng họ ly hôn thôi sau đó ông ngoại em lại kết hôn hai lần nữa rồi ly hôn thêm lần nữa lần thứ ba chính là mẹ của dì em mất ba năm trước Lương Ngọc Châu thoải mái giải thích, xem ra không coi chuyện này có gì to tác, còn ông thứ hai của em thì cũng mất rồi. Đơn Dũng buôn chuyện, cũng có chút đùa cực, thế chẳng phải quá tiện à để ông ngoại ruột của cậu tới với bà ngoại ruột của cậu à. Lương Ngọc Châu ôm bụng cười, như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy, mãi lâu sau mới giải thích, chuyện nhà em mà đơn giản thế thì hay rồi, thực ra nếu luận bối phận thì dì em và bà ngoại em cùng bối phận đấy, em gọi dì em là bà cũng chả sai. Không thể nào, loạn thế. Đơn Dũng nghe mà hết hồn. Thế là thằng cháu gập ngón tay giải thích, ông ngoại năm xưa là phần tử trí thức bị đã kích, bà ngoại và ông ngoại vạch rõ giới hạn, bà ngoại dẫn con gái đi. Về sau bà ngoại lập gia đình, sinh cho Lương Ngọc Châu hai người cậu. Bên kia ông ngoại xuống quê lao động 8 năm, khi quay về ngay đất cắm dùi cũng chẳng có, ở quê có kết hôn, nhưng vợ thứ hai chê nghèo chảy mất. Rồi sau phục chức giáo sư, không biết dùng thủ đoạn gì cưới học sinh kém gần 30 tuổi. Đã thế cùng họ với vợ cả, luận thân phận là cô gì của vợ cả, sinh ra tả hy dĩnh, tính ra là chị em họ với vợ cả của cha mình. Về sau hai nhà hòa hoãn hơn liền rắc rối, hy dĩnh và hy dung gọi nhau là chị em, bình thường còn đỡ, đến hy dĩnh về nhà bà ngoại, gặp vợ cả của cha mình, cũng là chị em nốt, thế mới là phiền. Kể rõ rồi, Lương Ngọc Châu cười ngặt ngoẻo giải thích thêm, đơn đại hiệp, không phải em nhất định phải gọi anh như thế nhưng thực sự là quá loạn rồi xưng hô với anh thế nào cũng là sai bên ông ngoại em không còn ai nữa bên bà ngoại em thân thích nhiều gặp nhau chẳng biết xưng hô thế nào ra là vậy quan hệ gia đình cậu thử thách trí tuệ của người ta thật đấy đơn dũng nghe mà toát mồ hôi có đứa cháu gần bằng tuổi đã khiến xưng hô của y với người ta loạn rồi ai ngờ còn loạn hơn thuận miệng nói à ngọc châu anh gặp mẹ cậu rồi đấy cảm giác mẹ cậu rất thân với bác tả ối giời bề ngoài thôi sau khi mẹ em trưởng thành lên đại học rồi ông ngoại em mới nhận lại mẹ em mười mấy năm trời có gặp nhau đâu nên làm gì có tình cảm gì ông ngoại em thương nhất là gì em một con người tương lai có thể thành thế nào thật khó nói em nghe cậu em bảo khi ông ngoại em về thành phố chỉ có một ba lô toàn là sách ai cũng coi thường chớp mắt một cái càng không chuyển dời hai người cậu của em rồi cả cha mẹ em phải dựa vào quan hệ của ông ngoại em để phất lên đấy lương ngọc châu cảm thán câu này làm đơn dũng ngạc nhiên cảm giác giáo sư tả đâu có oai như thế chứ anh cứ tưởng là mẹ em làm giàu rồi bác tả mới sang vì con chứ sai sai to ông ngoại em mới là phú hào còn hơn nhà em vì ông có môn sinh toàn quốc đệ tử khắp nơi có cả cán bộ cấp tỉnh bộ mà anh thấy ông ngoại em rồi không phải loại quan hệ thầy trò bình thường đâu bọn họ phục ông ngoại em lắm thường đến xin chỉ bảo đấy. Dựa vào lưới quan hệ rộng như thế của ông em, không muốn giàu lên cũng khó. Với lại ông ngoại em tầm nhìn xa lắm, năm xưa mang về đống đồ nghệ thuật ai cũng coi như rác, giờ thành tài sản người ta phấn đấu cả đời không được. Nói một hồi, Lương Ngọc Châu cười nịnh, đơn đại hiệp, ông ngoại em thích anh, sau này anh phát đạt rồi đừng quên em nhé. Đơn Dũng hiểu ra, bảo sao thằng cháu ân cần nhiệt tình như vậy, mới sáng sớm đã tới đón mình đi chơi, ra là nhìn thấy cơ hội làm ăn trên người mình. Đồng thời mơ hồ nghe ra, quan hệ tả gia phức tạp hơn y nghĩ, hòa thuận là bề ngoài thôi, cơ mà chuyện nhà người ta, y không nghĩ sâu hơn. Gần đó có pháo đài Hồ Lý Sơn, hai người xuống xe đi dạo lên núi, thể lực thằng cháu chẳng ra sao, chưa đi được bao xa đã thở hồng hộc, lại một hồi khen ngợi sức khỏe của y, đơn dũng đưa tay ra kéo hắn, thằng cháu như chạm phải điện rụt lại. Không phải tay y làm sao, mà là chuỗi vòng ở cổ tay Lương Ngọc Châu không tin nổi vì em tặng anh à. Ừ. Đơn Dũng cúi đầu nhìn, lần trước chia tay ở sân bay tả hy dĩnh đeo lên cho y. Anh phát tài rồi. Lương Ngọc Châu thốt lên, mân mê cái vòng, ngưỡng mộ nói, đơn đại hiệp, đây là thiên châu trân tàn của ông ngoại em đấy, tuy không thể so được với cửu nhãn thiên châu, nhưng 24 viên đều tâm tắp xuyên thành một thế này, không nhìn kỹ thì tưởng là trầm hương, nhưng đắt hơn gấp bội. Đắt cỡ nào? đơn dũng vô tình nhận món quà quý như thế đổi bằng hai món đồ bệnh bằng rơm lương ngọc châu chỉ tay mua được hai cái xe của em đấy đơn dũng sững sờ cái xe đó phải trăm vạn mình vất vả tranh đấu vỡ đầu chảy máu thu hoạch không bằng cái vòng tay này khác gì cầm cái bát vàng đi ăn xin xem ra anh không biết gì thật thằng cháu vừa hâm mộ vừa buồn cười vừa đi vừa kể ông ngoại sưu tầm được rất nhiều tranh họa của danh nhân không chỉ vì ông có nhãn quan tốt vì ông từ năm xưa đã quen biết rất nhiều danh gia thư họa, thời đó không đáng tiền, tặng nhau bức tranh câu đối làm vui. Giờ đáng tiền rồi, một câu đối Tết năm xưa mua được cái xe, thư pháp tặng vui năm nào giá trị bằng căn nhà. Nói đi nói lại đơn dũng hiểu ra vì sao thằng này sợ ông ngoại, sợ làm Phật ý ông ngoại, tương lai không có phần của mình chứ sao. Nghe hắn kể ông ngoại thâm tàn bất lộ ra sao làm đường lên núi cũng gần hơn, về phần ngắm cảnh chỉ là cái cớ mà thôi, bọn họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa chụp vài tấm ảnh hai người dẫm chân lên pháo đài lớn nhất ngắm nhìn giang sơn như họa dưới chân thằng cháu quanh co thăm dò quan hệ đơn dũng và tả hy dĩnh phát triển tới mức nào chuỗi vòng kia không chỉ khiến đơn dũng bất an làm cả lương ngọc châu cũng bất an chứng tỏ quan hệ giữa đơn dũng và tả hy dĩnh không hề tầm thường nhiều lần nhìn trộm chuỗi vòng trong tay y có vẻ thèm muốn và khẩn trương đơn dũng cao mày nói ngọc châu Sao lại tò mò về đời tư của trưởng bối như vậy, thế là không nên. Hì hì, em chỉ hỏi thôi mà. Thằng cháu cười lấy lòng, miệng phun tiếng chim, tò mò tới sốt ruột rồi. Anh hiểu rồi. Đơn Dũng trầm tư gật gù, y không ngây thơ nếu quan hệ giả tạo trong tả gia vì gia sản của ông tả, vậy họ tất nhiên chú ý tới người có khả năng phân chia đi một phần gia sản đó, ví dụ con rể chẳng hạn, hỏi vậy cậu nói xem phát triển quan hệ giữa anh và gì cậu rốt cuộc nên định vị thế nào cái này thằng cháu nói thẳng luôn thế gì em có muốn gả cho anh không anh mong mà chẳng được đơn đại hiệp chuyện ẩm thực em không bằng anh chứ chuyện nữ nhân anh không bằng em để em nói cho anh nhé thằng cháu ghé tai đơn dũng làm cả một tràng nói rất nhanh nhưng đơn dũng nghe không sót chữ nào hắn kể tả hy dĩnh đã tự sát hai lần một lần cắt cổ tay, một lần uống thuốc. Về sau cứu sống nhưng mắc bệnh thần kinh, phải nằm viện hơn một năm, mới khôi phục chưa được một năm. Nói xong thằng cháu giữ một vẻ mặt trang nghiêm nhìn đơn dũng, đơn dũng im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu nói, biết rồi. Không phải là em cố ý nói xấu gì em đâu, nhiều người trong đại học hạ môn biết lắm, mấy năm trước khi gì em bị bệnh, ông ngoại em thường mời giáo viên trẻ hoặc sinh viên tốt nghiệp tới nhà làm khách, mong gì em nhìn trúng ai đó ai ngờ bọn họ tiếp xúc với dì em một hồi là sợ hãi chạy sạch ông đã không giúp được gì ngược lại làm gì em bệnh càng nặng về sau ông ngoại em dẫn dì em đi khắp nơi giải quay lạ quá không ngờ lại khôi phục lương ngọc châu nhìn đơn dũng rất quá dị tựa như đang thắc mắc vì sao bao nhiêu người chạy rồi mà y lại sáng tới phải chăng có ý đồ khác lúc này đơn dũng không còn nghĩ thằng này hợp khẩu vị mình nữa rồi chừng nào sẽ sinh ra thứ chim đó e rằng thằng nhãi từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực này chẳng phải là loại chim tử tế. Y chẳng phản ứng gì, mắt cứ ngay ra nhìn biển trời xanh ngắt đằng xa. Lương Ngọc Châu không thấy đơn dũng có phản ứng, mắt đảo qua đảo lại, ghé tai thì thầm, hay là, đơn đại hiệp này, phong cảnh này có gì hay mà xem, em dẫn anh tới hội sở tư nhân xem. Hoàng Triều, cái đỉnh cấp ở đây luôn, gái ở đó còn ngon hơn Hồng Lâu, cũng sạch hơn, có cả đại lão Hồng Công bay sang kiếm vợ bé. Không cần, khả năng ngày mốt là anh đi rồi." Đơn Dũng lắc đầu càng lúc càng thấy phải cẩn thận với thằng cháu nhìn tưởng chừng đơn thuần này. "Ồ." Câu này làm Lương Ngọc Châu yên tâm, cười có vẻ đắc ý, điện thoại lại reo, chẳng biết là em gái nào, bò dậy ngay tức thì, nói một tràng tiếng địa phương Đơn Dũng không hiểu. Đơn Dũng đợi hắn nói chuyện điện thoại xong chủ động lên tiếng, "Ngọc Châu, anh thấy số em gái hẹn cậu không ít, hay thế này, chúng ta việc ai nấy làm, cậu đi tán gái." anh lang thang một lúc rồi về vậy sao được ạ à? lương ngọc châu xấu hổ quyết định thế đi lái xe thì ngắm được cảnh gì chứ đơn dũng chắp tay sau lưng đi luôn thằng cháu bỗng nhân nhận thấy từ sắc mặt lẫn ngữ khí của đơn dũng đều gây ra mấy phần áp lực với hắn tự hồ một lời định đoạt không cho ý kiến mà chuyện này cũng hợp tâm ý hắn nên không nói gì đương nhiên là áp lực rồi đơn dũng dù gì ở lộ châu cũng có nhà máy chỉ huy mấy chục người ra ngoài có địa vị nhất định huống hồ từ xưa đã mang khí chất thổ phỉ một khi y nghiêm túc quả thực có vài phần uy thế xuống núi lương ngọc châu quả nhiên cáo từ một câu rồi vội vàng phóng xe đi như bay xem phong cảnh thì cũng phải cầm tâm tình loại tâm tình thông dong nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp chỉ có điều vô tình biết nhiều chuyện phức tạp như thế tâm tình phá hỏng hết rồi đơn dũng lang thang vô mục đích một lúc lại ngồi ngay ra bên biển một lúc rồi bắt taxi quay về. Thời gian vẫn còn sớm, Đơn Dũng đứng trước hàng rào sắt của tả gia, nhìn vào sân vườn yên tĩnh cây cối um tùm, tả hy dĩnh thì vừa tới trường, bác tả chắc là đang ngủ trưa. Đột nhiên lại cảm giác nơi này thật xa lại là làm y thấy không nơi nào để đi, lại không muốn quấy rầy giấc ngủ của người khác, thế là men theo biệt thự tản bộ. Đi tới lần thứ N thì cô giúp việc nhìn thấy Đơn Dũng, vội vàng mới y vào nhà, cô gái này là người đương địa nói tiếng phổ thông còn khó nghe hơn tiếng Anh. Đơn Dũng qua loa vài câu định về phòng thì giáo sư tả mắt liêm diêm xuống lầu, thấy Đơn Dũng như thấy bạn chơi, mời, nào nào, không đi chơi nữa vừa vặn, về chơi với tôi, đến lầu đi đang nói buổi chiều không có ai uống trà cùng đây. Đơn Dũng theo giáo sư tả lên tầng 2, phòng của ông thông với một ban công chừng 10 mét vuông, gần như giống ban công phòng y, cũng rào sắt bao quanh, giữa đặt một cái bàn làm bằng gỗ tự nhiên nguyên khối. Đơn Dũng được ông già hung đúc cũng xem qua ít sách về trà đạo, cái bàn này chắc là gỗ cánh gà, ghế thì là ghế mây, cổ kính cũ kỹ, ngồi lên không thấy gợn, rất thoải mái. Xem ra đi chơi không vui hả? Mai Bảo Hy dĩnh đưa cậu đi chơi cổ lãng tự nhé. Ông già đun nước, cơn buồn ngủ vừa tan. Đơn Dũng lắc đầu, vui lắm ạ. À. Ha ha, lừa ông già đấy hả, tôi làm giáo viên cả đời, trẻ con nói dối, tôi nhìn cái là ra tả nam hạ vạch trần đứa trẻ con nói dối đối diện với ông già trí tuệ có đôi mắt thấu lòng người này bất kể ngụy trang thế nào cũng vô ích thế là đơn dũng cười cho qua chuyện không hỏi ông tả rất biết ý tứ rửa trà rửa chén nước thuận theo lỗ trên mặt bàn chảy róc rách xuống dưới nghe rất vui tai ông pha trà rất tỉ mỉ lại đun nước trong lúc đợi nước sôi đột nhiên hỏi đơn dũng vụ án thương hiệu ở lộ châu gây xôn xao tôi nghe nói có dính líu tới cục trưởng chi cục công an người đó ngã ngựa kéo theo vài cán bộ lãnh đạo mà sao tôi thấy thương hiệu nghe quen quen hưởng mã trại đúng không đơn dũng lòng giật đánh thót vốn định tới thăm sư tỷ cũng là để trốn đi cho yên tĩnh không ngờ giáo sư tả ở tận hạ môn cũng biết chuyện này câu hỏi bất ngờ làm y ấp úng không biết trả lời thế nào ồ tôi hỏi thế không có ý gì đâu đơn dũng đừng hiểu lầm chỉ thuận miệng hỏi thế thôi Tả Nam hạ thấy Đơn Dũng lúng túng liền xua tay nói: "Cái ông già hiền hòa này ở mặt nhân tình thế thái rất xảo trá, chỉ bằng vào một hai câu nói là đã thấu nội tâm một người, khi người ta mất tự nhiên lại đeo lên mặt nạ hiền lành, làm anh thấy người ta có ý tốt." Đơn Dũng nói thẳng luôn, bác rõ ràng là có ý khác, rõ ràng không phải thuận miệng hỏi, vì sao sợ cháu hiểu lầm. Ông già hơi bất ngờ, tiếp đó cười sang sảng, nói hay lắm, tôi đúng là có ý khác chứ không phải là thuận miệng hỏi chỉ cần cậu không hiểu lầm là được, tôi không có ý đồ xấu. Cái đó thì tất nhiên là cháu biết, bác chẳng qua là muốn nhìn rõ xem cháu là người thế nào, để lòng yên tâm thôi. Để cháu. Đơn Dũng tranh nhất ấm nước sôi, rửa trà, làm ấm cốc, dùng thủ pháp Phượng Hoàng Tam Điểm đầu đã thấy ở trà lâu vài lần, học ra dáng lắm, hơi nghiêng ấm rót trà. Tả Nam hạ cầm chén trà lên miệng, ngửi khẽ, nhưng mắt lại nhìn Đơn Dũng, nói không sai, nhưng mà tôi muốn nhìn cũng không rõ chuyện đó hẳn không phải bí mật thương nghiệp cần giấu nhỉ. tiểu khu cao cấp trời chiều yên tĩnh gió nhẹ thoang thoảng đưa hương trà một già một trẻ ngồi đối diện nhau mấy trò may quỷ nho nhỏ thôi ạ à, nói ra làm bẩn hoàn cảnh thanh tính này không nói cũng được ạ à. đơn dũng tuy rất tự hào về sắp xếp của mình nhưng bảo nói ra thì lại hơi khó mở lời cứ nói đi dù sao tôi cũng rảnh coi như tiêu khiển cho ông già này tả nam hạ tò mò vương cổ ra đợi nghe chuyện cũng chẳng có gì khi cháu còn đi học có đăng ký một cái thương hiệu hưởng mã trại ý định sau này sẽ biến nó thành thương hiệu vang danh thiên hạ có điều sau đó cháu nhận ra mình sai rồi khi nó vô danh thì người ta coi như rác khi nó có giá cháu liền thành kẻ mang ngọc có tội vừa có chút hiệu quả thì bị người ta nhắm vào chẳng những đám làm nhái ù vào khắp nơi treo biển hưởng mã trại kinh doanh càng có kẻ mưu đồ đoạt thương hiệu trong tay cháu kỳ thực cháu biết mình không giữ được cho nên tìm người thích hợp bán đi rồi vị công tử nhà cục trưởng đó ép cháu giao ra cháu thấy bàn cho hắn cũng không tệ chuyện cháu không làm được hắn thừa sức làm sau cháu bán cho hắn hắn lấy đó uy hiếp các thương hiệu bồi thường thủ đoạn vô sĩ hết đập phá lại ẩu đả còn gài thuốc nổ ứng ừ với câu nói cũ trời muốn kẻ nào diệt vong ắt khiến hắn điên cuồng trước đơn dũng kể qua loa nghe chẳng hề kinh tâm động phách tả nam hạ nghe mà mô hồ ông nghiên cứu triết học chứ không phải kinh tế huống hồ đơn dũng còn kể cắt xén nên không nhìn ra nhân quả của nó ông tạm thời bỏ câu chuyện truyền kỳ này qua một bên hỏi thẳng vậy cậu có làm chuyện gì không thích hợp hoặc là cảm thấy lương tâm bất an không sao bác lại hỏi thế ạ à? đơn dung lại rót thêm trà cho hai người tôi nghe nói thương hiệu vẫn nằm trong tay cậu nếu vẽn vẹn muốn xem chó cắn chó đâu cần thu thương hiệu lại Tả Nam Hạ như nhìn thấu điểm mấu chốt trong đó, giải thích thế hệ chúng tôi sống qua thời đại làm từ báo lớn tới báo nhỏ, biểu ngữ, áp phích, cổ động tuyên truyền. Bởi thế nên chẳng tin vào mấy lời chính quyền nói, vị giám đốc của thiên tích gửi cho tôi tờ báo của báo pháp chế, tôi không tin lắm, xong lấy làm lạ, sao cậu thoát ra được. Có điều xem ra hậu di chứng không ít nhỉ, thể hiện rõ trên người cậu, ví như cậu không đơn thuần như lần đầu chúng ta gặp nhau. Vừa rồi cháu nói rồi mà. Đơn Dũng đang nghe truyện trên TV audio CV cầm chén trà lên, thản nhiên nói, đập phá, ẩu đã còn cả gài thuốc nổ đe dọa, trong đó có phần của cháu, chúng làm ác, cháu đổ dầu vào lửa. Người như cháu muốn vươn lên còn chiêu số nào khác? Chính Đơn Dũng cũng chẳng biết vì sao mình nói thế, có lẽ biết chuyến đi này không có kết quả, đã thế chẳng cần giấu gì nữa. Đúng là một lời chấn động người điếc, ông già quả nhiên là tức giận, đặt chén trà xuống, không nói không rằng, mặt rất nghiêm ngược lại đơn dũng lại rất bình tĩnh, rót thêm chén nữa, nói rất chân thành, cảm ơn bác khoản đãi mai cháu sẽ đi, cháu không thể thành người tùy tâm sở dục lại không vượt quy củ như bác nói, có lẽ tương lai cũng không làm được. Vậy mục đích chuyến đi này của cậu là gì, tìm kiếm trợ giúp à? Không phải là không thể, dù sao đây là thời đại nhân trị, và chuyện phải thông qua bên thứ ba để giải quyết. Không cần à, nếu như nhất định nói cháu tìm kiếm gì ở chuyến đi này thì trước đó cháu không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi. Là gì? Tả Nam hạ tò mò, trong mắt ông đơn dũng chẳng những đã đi quá giới hạn, còn làm ông bất ngờ. Yên tĩnh ạ. À. Cháu cũng không nói rõ được, tự hồ là một loại bình thản, không biết vì sao, cháu nhìn thấy cuộc sống nhàn nhã của bác, nhìn thấy sự điềm tĩnh của sư tỷ, khiến cháu rất hâm mộ, đồng thời cũng yên bình. Cảm giác rất tốt, thành phố này cũng rất tốt, thời tiết dễ chịu. Cháu nghĩ nếu có một ngày cháu cũng có điều kiện rồi, nhất định cháu xe bày một cái bàn lớn ở ban công hưởng mã trại, nhà nhã uống trà chiều. Giọng đơn dũng còn tan thương hơn ông già trước mắt. Tả Nam Hạ ngạc nhiên nhìn đơn dũng một lượt, tự hồ như lần đầu gặp mặt, hồi lâu gật gù, sẽ có thôi, chốn an lòng là nơi về. Chỉ cần cậu sống đủ lâu sẽ có một ngày thấu hiểu. Vốn định nói chuyện con gái, nhưng không ngờ rẽ sang chuyện này, kết quả còn quá bất ngờ hai đều nói không nhiều nhưng mỗi khi nói ra một câu đều làm đối phương suy ngẫm rất lâu ấm trà đã uống hết khi đơn dũng đổ bả trà tả nam hạ luôn theo dõi hành vi của y mới hỏi tại sao cậu không lên tiếng xin sự giúp đỡ của tôi ngay cả lôi đại bằng cũng biết nhờ tôi nâng đỡ giao tình của chúng ta tuy bình thường song tôi luôn cảm thấy chúng ta có chỗ thu hút lẫn nhau rất thân thiết rất có khả năng là vì đồng hương cháu nghĩ là do tò mò nên thu hút nhau thôi thế giới của bác cháu chưa bao giờ bước chân vào thế giới của cháu bác cũng không hiểu tò mò làm chúng ta gần gũi đơn dũng phản bác lời của giáo sư tả ông già này có điểm tốt ở đó không vì người nói là tiểu bối mà xem thường chỉ cần nói có lý là khiêm tốn tiếp thu nên y không ngại nói còn về phần giúp đỡ đơn dũng lắc đầu cháu quen một vị tiền bối ở lưu viên trong truyền thuyết lão già này mấy đời xuất thân thổ phỉ ông ấy nói một câu cháu thấy rất hay phân lượng không kém bậc thầy triết học như bác. Triết học tới từ nhân sinh, nói mau, tôi hứng thứ muốn nghe. Tả Nam hạ dục. Ông ấy nói, bác cơm là kiếm về, cướp về, không phải quỳ xuống có thể ăn xin về. Đơn Dũng nói câu này lưng hơi ưỡng lên có vài phần kiêu ngạo, tiền trong túi dựa vào bản lĩnh kiếm được, ít nhiều thế nào thì lưng luôn thẳng. Hay, nói hay lắm. Tả Nam Hạ bị câu nói hết sức đơn giản làm động lòng, lẩm nhẩm chốc lát, Luôn mồm khen hay, hậu nhân của tôi mà có phần can đảm này dù có làm thổ phỉ cũng là thổ phỉ có thành tựu, chỉ tiếc tôi bồi dưỡng hai đứa con gái, nên lòng già lo mãi không hết. Thế đâu giống phong cách tùy tâm sở dục của bác." Đơn Dũng hỏi, chủ đề dần chuyển sang chiều hướng ấm áp hơn, nước lại sôi, tráng qua cốc, tiếp tục rót trà. Ông già thở ngắn than dài, coi Đơn Dũng như đám anh em già của mình chút bầu tâm sự, cậu còn nhỏ hiểu gì chứ, tùy tâm sở dục là lấy ra để lừa người ta thôi tương lai cậu mà có con cái nếu nói không lo lắng cho nó là nói dối đời này của tôi trong mắt mọi người là phong quang vô hạn đừng nói tôi dù đời con rể tôi cũng bị người ta tân bốc cho lên tận mây xanh rồi nhưng phải quay ngược lại mấy chục năm cậu mới biết là cảnh tượng gì ai nấy tránh tôi như rắn rết sống khổ vô cùng tôi phải chịu đựng tới trung niên mới có vài ngày an lành thế ạ à, cái này thì cháu không hình dung được rồi ha 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 thế là may mắn Chứ nếu bây giờ mà còn như vậy thì Tôi từng thấy quỷ tử Nhật Bản đấy Thang ôi, khi ấy bà nội tôi cổng tôi Phía đông đánh nhau thì chạy sang phía tây Phía tây nổ súng thì chạy sang phía đông Nếu là bốn bề hỗn loạn thì bà bế tôi chui xuống hầm Vừa sinh ra đã thấy chiến loạn rồi Về sau theo cha mẹ tôi Nam Hạ Hai người đều là quân nhân chuyển sang làm cán bộ Khi ấy thổ phỉ ở Phúc Kiến chẳng ít hơn ở Lộ Châu đâu đừng thấy bây giờ làm huyện tưởng thôi cũng như thổ hoàng đế chứ thời đó thì lấy đầu đi làm quan nói không chừng hôm nào đó thổ phỉ đánh vào mấy đời huyện trưởng bị giết chết trong nhiệm kỳ vợ cũng bị thổ phỉ cướp đi vừa mới khá lên một chút thì trải qua ba năm thiên tai khi đó cậu biết bột ngô bao tiền một cân không hơn một đồng mà tiền lương có vài chục đồng tính ra tương đương với bây giờ phải mua tới mấy trăm đồng đừng nói tới món ngon có mà ăn là may rồi vừa được ăn no bụng nghĩ là ngày tháng tốt đẹp tới ai ngờ cái tới là thời đại động loạn cả đời tôi mọi khổ nạn từ khi kháng nhật đều gặp hết đừng hâm mộ tôi thực ra tôi hâm mộ cậu muốn đổi cuộc đời cho cậu nghe ông già kể ra một đống chuyện khổ cực đơn dũng nghe mà cười suốt rất không thích hợp vì y thấy ông già tới từ thế kỷ trước tới này rất thân thiết thân như người thân vậy bác tả cháu nghe nói bác bị đi cải tạo mấy năm à đâu chỉ mấy năm mà tận 7 năm 9 tháng đấy, tôi nhớ không thiếu một ngày, bị chỉnh cho nhà tan cửa nát, vợ cũng chạy mất. Cậu biết tôi phải làm gì không? Làm gì à? Trồng cấy, chăn trâu. a à, cháu hiểu rồi, sức khỏe của bác là nhờ đó mà luyện ra. Ai, câu này nói quá đúng, hoàn toàn là được luyện ra khi đó đấy. Vốn tôi có chứng suy nhược thần kinh, vừa lao động cải tạo một cái, ái già, chả còn bệnh tật gì hết, chỉ thấy đói thôi khi đó trong đội tôi bị đói tới phù cả người là chuyện thường đói tới chết luôn cũng không lạ có điều tôi thông minh hơn người khác bắt gà đồng bắt trắng câu cá thậm chí còn kiếm được mấy con tê tê tôi biết kiếm cái ăn biết nấu ăn thế nên mời không chết đói đấy năm ngoái còn có ông bạn già từ bắc kinh tới thăm tôi thấy tôi khóc tưng bừng nói khi đó nếu không có tôi lén đút cho quả trứng chim thì chết rồi còn dẫn cả nhà lớn bé tới nhà tôi ăn chực mấy ngày liền ha 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 già trẻ cười rất vui vẻ ông già kể chuyện cũng giống như giảng bài trầm bổng lên xuống nướng gà đồng ra sao nướng tê tê thế nào làm sao lột da trắng đơn dũng nghe rất gần gũi tuyệt đối không phải chỉ là nói mồm phải thực sự phải qua rồi mới có kinh nghiệm như thế thật không ngờ bác tả lại có trải nghiệm đặc sắc như vậy vừa uống vừa tán gẫu làm đơn dũng nghe tới quên mình những việc đó đều thân quen lắm thậm chí có việc y đã từng làm Mặc dù hoàn cảnh chung của chúng ta không giống nhau, nhưng bản tâm nhất trí đều vì một lý tưởng không thiết thực mà phấn đấu. Tôi thấy trừ Hiếu Kỳ ra, chúng ta còn có điểm chung này. Tả Nam Hạ thừa lúc Đơn Dũng uống trà mà nói, tự hồ muốn thu hẹp khoảng cách hai bên, nói rất uyển chuyển. Đơn Dũng tò mò, khi đó lý tưởng của bác là gì? Kiếp thiết xã hội chủ nghĩa, hơn nữa chúng tôi tin tưởng rằng tới đầu thế kỷ 21 sẽ thực hiện được chủ nghĩa cộng sản. Tả Nam Hạ nghiêm túc nói, Đơn Dũng phun trào ra ngoài, mặt sững sờ làm tả Nam Hạ bật cười, cười tới nếp nhăn gian ra như hoa nở, hóm hỉnh nói, lý tưởng như hoang đường, nhưng gian nan là sự thực. tới một ngày nào đó nhìn lại, cậu sẽ nhận ra lý tưởng không quan trọng nữa, quan trọng là những kinh nghiệm cậu từng trải qua. Đó là tài phú quý giá nhất mà không ai cướp đi được, nhưng quan trọng là cậu phải vượt qua được. Cậu làm được không? Cảm giác lời này tự hồ có ý ám chỉ, đơn dũng ngẩn người, làm được không? đây là một câu hỏi lớn cái cảm giác nín thở sống trong khe hẹp và ngày đêm đi như trên băng mỏng với y mà nói rất rõ ràng có làm được không đây là một điều mà đơn dũng không dám trả lời trước tiên không cần vội trả lời tôi tôi nói cho cậu biết sự hoang đường ở thời đại của chúng tôi thời đó không thiếu người cao thượng cao thượng tới không nhận đồ bố thí kết quả là chết rồi cũng không thiếu người lý tưởng lý tưởng tới sống trong chuồng trâu còn tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ tới cứu mình chẳng biết có được cứu không nhưng về sau tôi không còn gặp lại những người kiên định lý tưởng đó nữa người ý chí kiên định cũng không phải không có có người thà chết chứ không chịu khuất phục nên kết quả chỉ có thể là chết mà thôi những người có thể đi tới cùng lại là những người ý chí chẳng hề kiên định như chúng tôi bảo chúng tôi cúi đầu thì chúng tôi cúi đầu dù có là không nên cúi đầu bảo chúng tôi nhận tội thì chúng tôi nhận tội cho dù chúng tôi vô tội bảo chúng tôi tố cáo thì chúng tôi tố cáo dù có là vu oan con người sống giống như vùng vẫy trong thủy triều vậy muốn sống chỉ có thuận dòng mà đi không được nghịch thế giọng nói bình đạm mà già nua lần đầu tiên mới thấy ông già lại có một mặt chán chường như thế làm đơn dũng ngạc nhiên càng ngạc nhiên hơn nữa ông miêu tả bản thân hoàn toàn tương phản với cái gọi là đức cao vọng trọng làm đơn dũng cao mày động tác nhỏ đó bị tả nam hạ phát hiện ra ông mỉm cười nói đừng để bị vẽ bề ngoài đánh lừa mỗi con người đều có vĩ đại và hèn hạ, vô sĩ và cao thượng cùng cộng trong một thân thể, khác biệt chỉ là thể hiện ra trước mặt người đời thế nào mà thôi. Từ góc độ lâu dài mà nói, chúng về của mọi người đều như nhau, đều qua phần mộ tới trước mặt Thượng Đế. Vì thế chúng ta qua lại với nhau không cần gánh nặng trong lòng, nhìn ở tầng cấp đó, chúng ta đều bình đẳng. Đơn Dũng ngẫm nghĩ nói từ tận đáy lòng, bác tả, cảm ơn bác, xem ra chuyến đi này của cháu không ổn mỗi lần gặp bác, cháu đều có rất nhiều thu hoạch vậy vẫn định mai đi chứ tả nam hạ đột một chuyển đề tài câu hỏi này làm khó đơn dũng rồi đi ư tất nhiên là không nở đi nhưng mà ông già biết lời nói của mình đã có hiệu quả cảnh cáo vài đạo lý lớn tôi không cần nói với cậu con người sống nhờ ý chí làm việc bằng lương tâm tuổi tôi nhiều hơn cậu nửa thế kỷ chuyện hoang đường hơn cậu nói thì tôi cũng trải qua rồi chuyện quá giới hạn mà cậu làm tôi cũng hiểu được một ngày nào đó cậu có phải trả giá tôi cũng không thấy có vấn đề tôi vẫn có thể coi cậu là người bạn nhỏ có điều cậu đừng hy vọng hy dĩnh tiếp nhận cậu cháu biết chuyện này cháu cũng không mang quá nhiều vọng tưởng đơn dũng bình thản hơn nhiều rồi ánh mắt từ mờ mịt đã chuyển sang sáng sổ sái thoát tự hồ đã quyết định hướng đi cho mình bất kể là tốt hay xấu thì cũng kiên định hơn rồi không bị chuyện tình cảm làm khúc mắt nữa Điều này làm tả Nam Hạ nghĩ ra cái gì đó, đặt mạnh chén trà xuống bàn, có vẻ tức giận, thằng nhãi con đó lại đơm đặt thị phi rồi phải không? Nó nói gì? Ai à? À, bác nói Ngọc Châu. Đơn Dũng buộc miệng rồi hiểu ra ngay. Nó chứ còn ai, từ nhỏ nó đã bị mụ già yêu tinh dậy hư rồi, có cô gái sợ gã nhầm chồng, thực ra nam nhân sợ nhất lấy phải mụ la sát, chẳng được tích sự gì, chỉ làm hỏng việc. Cái thằng cháu ngoan của tôi bị bà ta làm hỏng, cả cái nhà đó đều là công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ rồi, quên mất cốt cát, còn lấy đó làm vinh. Nó nói cái gì? Có phải nó kể chuyện hy dĩnh tự sát không? Cả cái nhà đó chỉ nhâm nhâm vào tài sản của tôi thôi, sợ tôi nhắm mắt lại đem hết làm của hồi môn cho hy dĩnh. Ôi, sai lầm lớn nhất đời này của tôi chính là cưới mụ yêu tinh đó. Ông già nói tới chuyện này không bình đạm được nữa, nói mụ yêu tinh thì gần như nghiến răng đơn dũng bỗng nhiên thấy buồn cười ông già phân yêu ghét rõ ràng chẳng giống người sắp về với đất có điều đây cũng không phải là chuyện người ngoài có thể xen vào đơn dũng không đánh giá không ạ à, bác nghĩ đi đâu rồi cháu và ngọc châu ăn suốt dọc đường rồi bị con gái hẹn đi mất đừng che đậy cho nó sáng sớm nay tôi nghe hy dĩnh nói rồi nó xung phong đi chơi với cậu đã là có vấn đề thật sự không phải như bác nghĩ bác đừng nghi oan cho trẻ con nhà người ta. Bỏ đi, không nói chuyện đó nữa, phiền chết đi, phiền lắm, đợi tôi chết rồi, bọn chúng muốn làm gì thì làm, không thấy đỡ phiền. a à, buổi chiều chỉ hai chúng ta uống trà thì chán lắm, để tôi nghĩ xem, tôi kiếm cho cậu vài người từ bên kia Nam Hạ, chẳng còn mấy ai sống nữa. Đúng đúng, cậu biết hát kịch, đám nghiệp dư chúng tôi thi thoảng tụ tập cũng chơi cái này. Xem ra ông tả cũng là người thích bày trò mới mẻ, hơn nữa còn nói là làm ngay. Thế là tả Nam Hạ gọi giúp việc gọi điện hẹn người, lát sau đơn dũng trố mắt, có thêm mấy ông già nữa, ai nấy mặt to cao lớn, nhìn một cái biết ngay đặc sản lộ châu. Mở mồm ra nói khẩu âm quê hương, hỏi người ở đâu, thế rồi từng người tới ôm đơn dũng hết sức thân tình, làm y dở khóc dở cười, tả Nam Hạ trông mà cười suốt. Không lâu sau tiếng đàn cầm du dương vang lên, tiếng mỏ tốc tốc gấp gáp, rồi lại có trống tùng tùng phụ họa, lát thì kèn hồ đồng tấu, ngay trong sân của nhà ông tả năm sáu người quay thành vòng tròn tiếng hát bắt đầu kịch thượng đảng hát khí thế hơn ca khúc lưu hành nhiều thế là xe đi qua hộ sống xung quanh đứng ngoài hàng rào nhìn vào thì thầm bàn tán nghe nói ông tả cứ dăm ba ngày lại tụ tập bạn già hôm nay hiếm có quá xuất hiện chàng trai trẻ cao ráo đẹp trai lại còn thổi kèn rất đặc sắc làm chó ngao tây tạng xung quanh sổ loạn xị tả hy dĩnh đi học về thấy chó trong tiểu khu sủa liên hồi tới gần nhà thì một đám đông tụ tập bên ngoài sợ hãi tưởng đã xảy ra chuyện gì vội chạy nhanh tới nhìn hiện trưởng liền sửng sốt mấy chú bác hay tới nhà đang say sưa chơi nhạc đơn dũng đứng giữa lớn tiếng hát nhớ năm sư huynh để chúng ta không đắc địa đi quan đông không được tới quan tây đến chứ tây phải cao giọng lên thì thấy sư tỷ thế là lạc giọng chú quách đeo kính dày không vui gọi xuống đi xuống đi hát sai rồi đơn dũng đi xuống nhận lấy mỏ trong tay chú quách Chú Quách đi lên hát thay Tam Ngự Đệ. Ta lớn lên đã là thứ gây họa, 7 tuổi phóng ngựa hoàn thành, 8 tuổi lấy kiếm chén thạch long, 9 tuổi cưới hạ thị, 10 tuổi đi quan đông không được tới quan tây. Hát rất tròn vành rõ chữ, giọng trầm hùng hào khí, làm xung quanh vỗ tay khen ngợi, ông già tiếp tục hát khúc túy trần kiều. Đơn dũng gõ mỏ, nhưng mắt nhìn thi thoảng lại nhìn trộm sư tỷ, phát hiện sư tỷ hình như cũng nhìn y lâu rồi, đôi mắt đó tựa như đầm nước mùa thu, chỉ một chiếc áo thun dài tay đơn giản, một chiếc quần dinh, tóc buộc cao gọn gàng, chẳng cần trang điểm gì, vẫn đẹp tựa thiên tiên. Làm người ta nhìn một cái tưởng chừng sắc xuân tràn ngập tràn ngập đâu đây. Khóe mắt đơn dũng bị túi rơm trên vai sư tỷ thu hút, tay còn sách túi rau, sư tỷ xuất trần như thế, lại sách túi rau, trông chẳng hài hòa, nhưng càng thêm gần gũi. Mỏ, mỏ đâu, sao không gõ, đơn dũng, nhìn cái gì mà thất thần thế thế hả? có ông già tức giận gọi. Đơn Dũng hồi tỉnh, phát hiện mình quên gõ mỏ, bị ông già vĩnh trâu mắng, mọi người phát hiện ra nguyên nhân khiến y mất hồn thì cười nghiêng ngã, tả hy dĩnh đỏ mặt xấu hổ, đi nhanh vào trong nhà. Thời gian lại qua một ngày nữa, Đơn Dũng tinh thần khoan khoái dậy sớm tập thể dụng, về ăn sáng, đợi ở dưới lầu, à tất nhiên là y không vội về rồi, thay đổi chủ ý rồi, quyết định ở lại, đã thế hôm nay đã hẹn sư tỷ đi chơi cổ lãng tự giáo sư tả và cô giúp việc như đã thương lượng với nhau rời nhà từ rất sớm khi đi còn cho đơn dũng một ánh mắt cổ vũ có lẽ từ nhỏ tới giờ người cổ vũ lớn nhất cho đơn dũng là ông già này cho tới giờ đơn dũng không nhận ra trên người mình có điểm sáng nào để cho vị học giả đức cao trọng vọng đó ghé mắt như vậy có lẽ ông chỉ hy vọng thấy con gái mình vui vẻ bất kể vì nguyên nhân gì chỉ cần là tình hữu nghị lý giải mà không mang thành kiến đều đáng trân trọng không chỉ ông tả những ông già hát kịch gõ mỏ đánh trống hôm qua đều là con cái những người nam hạ mặc dù chuyện trải qua không khác nhiều nhưng cảnh ngộ lại khác hẳn mấy chục năm trôi qua có người con cháu đầy đàn cũng có người lẻ loi một mình có người thân thể khỏe mạnh cũng có người cả trăm thứ bệnh có người sống tiêu diêu cũng có người tới già còn vất vả trong bữa cơm các ông già đua nhau hỏi đơn dũng chuyện quê nhà lộ châu cảm khái không thôi đơn dũng cũng có rất nhiều cảm xúc con người sống tới tuổi đó trừ lá rụng về cội thì gần như có thể bình thản với tất cả rồi. Đương nhiên sự bình thản đó không liên quan gì tới đơn dũng, có sư tỷ ở bên cạnh, y có muốn cũng chẳng bình thản nổi. Đặc biệt vô tình phát hiện sư tỷ không nhúng khói bụi nhân gian lại sách túi rau về, lại còn tự mình làm món salad, cảm giác được sự biểu đạt vụng về của sư tỷ là quan tâm chưa bao giờ phai mờ trong lòng. Sự quan tâm đó mang tới hơi ấm đủ xua tan mọi khúc mắt của đơn dũng, cho dù món salad đó chẳng ai đụng đũa, để đơn dũng ăn hết. Lại một lần nữa nhìn lên ban công đợi bóng hình xinh đẹp làm y nhung nhớ đó xuất hiện, thời gian không lâu, mới đợi năm 7 phút thôi, đơn dũng thì đã sốt ruột lắm rồi, dựa vào hàng rào sắt nhớ lại từng kỷ niệm ở Lộ Châu. Thi thoảng suy nghĩ bất ngờ đi vào ngã rẽ, lại tới những chuyện xảy ra sau khi tốt nghiệp, đôi khi y cũng lo sợ, nếu một ngày nào đó mình cũng ngã ngựa như đám tầng lão hổ không cần biết là ngã trong tay cảnh sát hay trong tay người cùng nghề lúc người người rời bỏ ấy bên cạnh mình còn có ai lôi đại bằng khẳng định là không đi thằng đó không có nguyên tắc chỉ biết ăn với chơi tống tư oánh thì chưa chắc khẳng định là chọn cành cao bám vào đám anh em thành quản mới quen thì khỏi nói đám đó chỉ lo cho bản thân y không đánh giá cao mối quan hệ này hiền đệ thì sao khó nói lắm quan trọng là ở việc mình đã làm nếu vượt khỏi nguyên tắc có khi cậu ta không nhìn mặt mình ấy chứ. Đám người sử gia thôn thì sao nhỉ? Đơn Dũng nghĩ đám anh em nghèo khó như căng hoa, đại bưu thì chắc chắn không bỏ y, số nghèo mạng khổ sợ gì chứ. Ông sử thì quen xu thời nịnh thế, ai ngang hơn ông ta thì ông ta phục người đó. Chị bảo anh. Đơn Dũng không dám nghĩ tiếp, hà coi cô như chị ruột. Về phần tả hy dĩnh. Đơn Dũng cũng không dám nghĩ tiếp, gặp nhau một ngày đều quý giá, còn nghĩ xa hơn thì là hy vọng xa vời rồi. Tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại reo, đơn dũng lấy ra xem, lại là điện thoại của Tống Tư Oánh, tránh đi thật xa mới nhận máy. Trong điện thoại Tống Tư Oánh như phát hiện lục địa mới, nói ông chủ liêm của Lưu Nhục Hương, ông chủ tiền của Hâm Vinh tới trấn triêu dương tìm y, do cô tiếp đãi Bọn họ muốn bỏ ra 50 vạn mua thương hiệu hưởng mã trại. Tống Tư Oánh thấy đây là khoản tiền cực lớn rồi có điều đơn dũng dứt khoát nói, mặc kệ họ, cho thêm vài số không dọa bọn cho chạy đi. Cái gì, cô muốn bán? Cô bị ngốc đây à, thương hiệu hot như vậy, một năm tôi kiếm về 50 vạn dễ không, cần gì phải bán cho bọn họ? Thuyết phục mãi mới được tống tư ánh, tay phải đấm mạnh vào tay trái, y đợi lúc con tạo xoay vần này không ít thời gian. Khẳng định là văn phòng luật sư được ủy thác ở tỉnh thành đã thông báo cho mấy thương hộ xâm phạm bản quyền ở Lộ Châu, vụ tiện còn tiếp tục. Đám người đó bị cha con Trần gia làm sợ rồi, muốn bỏ tiền giải quyết, không ai muốn hao tổn ở chuyện này. Chỉ là con mẹ nó, đám này keo kiệt quá rồi, 50 vạn đùa với mình chắc. Đơn Dũng đang định suy nghĩ xem có nên thông báo cho Sử gia thôn không thì điện thoại gọi tới, số cố định của ông Sử, ông già đó lạc hậu lắm, không biết dùng di động. Chủ động gọi điện tìm y thế này, e là ở nhà có chuyện rồi. Sao vậy bác Sử, kiếm được nhiều tiền quá nên ngại? chuẩn bị chia cho cháu một ít à, ha ha ha. Đúng rồi, bác làm gì có chê ít bao giờ. Tiếp theo làm gì à? Còn cần phải nói sao, giờ đám thương hộ kia một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng rồi, còn có vụ kiện đang đợi kia kìa, ai dám treo biển hưởng mã trại mà kinh doanh nữa. Bác có thể mặc sức cướp thị trường rồi, muốn chiếm thế nào thì chiếm thế vậy thôi. Đợi người ta bình tĩnh lại rồi không có cơ hội nữa. Máy gia công hẳn lắp đặt xong rồi chứ cái gì còn thử à? Bác sử này chỉ có một công đoạn tăng nhiệt và ép thôi, bao nhiêu lâu rồi mà bác không làm? Nhanh lên, nói bao nhiêu lần bác mới hiểu đây, thủ công lạc hậu rồi, không phù hợp với thời đại nữa, bác muốn làm một ít để ăn thì cầu kỳ thế nào cũng không quá, nhưng kinh doanh, phải cân bằng với cả hiệu suất, chi phí. Ha ha ha, bác lo phí thương hiệu à? Cho cháu 10 lá gan cũng không dám đòi tiền lão đại thôn thổ phỉ như bác. Được rồi, Bác từng kéo cháu một cái, hôm nay cháu tiễn bác một đoạn, không cần tiền, được chưa? Sao đại tân trang tới Tây Uyển và Đông Quang cướp thị trường à? Chuyện là sao? Bác nói xem. Chuyện mới lại tới, trong điện thoại sử bảo toàn kể tình huống mới nhất cho đơn dũng nghe, hộ xâm phạm bản quyền đang lơ lửng dở sống dở chết, nhà máy thịt hâm vinh tất nhiên không dám chạy hết công suất, ngay cả cửa hiệu trên đường Lộ Hoa và Tiền Tây của đám ông chủ đào cũng ở trạng thái nửa đóng cửa chuyện này mà không giải quyết sớm thì sẽ thành ẩn họa lớn mà đơn dũng căn bản là không cho ai giải quyết hết y cứ để đó khiến đám hàng nhái kia làm không được mà không làm cũng không được thế là tranh thủ cơ hội có nhà khác nhảy vào tranh giành thị trường hơn nữa còn là đại hộ ở đại tân trang đơn dũng nghe xong thì hung hăng nói đập đi ra tay không tàn nhẫn thì chuyện khó thành tìm bọn chúng đánh nhau đám ngốc trong thôn bác thiếu gì còn sợ đánh nhau à bác mà không dám làm đợi cháu về càng quét thì không có phần của bác đâu một câu hùng hồn rất hợp với tâm ý của ông sử cúp điện thoại một cái đơn dũng chưa hết tức giận còn lẩm bẩm chửi gì đó thuận tay ngắt một bông hoa chợt nhớ ra mình đang ở đâu làm gì lòng chợt có linh cảm xoay người lại quả nhiên là thế thiếu chút nữa hút đầu vào tường mãi suối bẫy không phát giác ra tả hy dĩnh đã đứng ở cửa nhìn y lâu rồi bình tĩnh bình tĩnh nào Sa thế sư tỷ không nghe thấy đâu chỉ cần cười thật tự nhiên đơn dũng nhe răng cười chạy tới mái tóc dài buông xỏa trên vai áo khoác ngoài màu xanh có lớp lông màu trắng quần vải bớt đi một phần trang trọng thêm vào một phần điệu đà lúc này tả hy dĩnh mới xoay người đóng cửa mắt là lại nhìn đơn dũng đang đi tới vừa rồi dáng vẻ của cậu khi nói rất khí phách làm tôi nhớ tới cảnh cậu vung tay hô lớn ở học viện lộ châu thế sao đơn dũng thất kinh vừa xong vô tình lộ ra khí thế thổ phỉ rồi, chối ngay, em và đại bằng nói chuyện với nhau thế đấy. Chuyện gì mà không thể nói tử tế, sao tôi nghe như cậu chửi người ta vậy? Tả Hy dĩnh trách móc. Ôi, chị không biết thôi, thằng mặt dày đó trừ ăn không trả tiền lại còn nợ tiền không trả nữa, bây giờ vậy mà lại thi công vụ viên, trong điện thoại trêu chọc em. Chị nói xem, cái loại đó mà làm cán bộ lãnh đạo thì bách tính lương thiện như em sống thế nào? Đơn dũng ra sức bôi nhọ lôi đại bằng Mà thực ra thằng đó còn cần bôi nhọ à Tả hy dĩnh tự hồ nhớ tới bộ dạng của lôi đại bằng Cười khúc khích Sóng vai đi được không xa Bắt chiếc taxi Đợi vào trong xe Đề tài này cũng dừng lại Tả hy dĩnh nói tới bến tàu Yên tĩnh ngồi ở ghế sau Nhìn đơn dũng như ngập ngừng muốn nói gì thôi Đơn dũng từng ngạc nhiên sao nhà tả nam hạ không có lấy một cái xe Có điều giờ hiểu rồi Bác tả tuổi cao như thế Sư tỷ thì tính cách lại trạch xe có thì dễ thôi, nhưng ai lái xe? Vậy cũng tốt, được ngồi gần sư tỷ, quay sang một cái có thể thấy tóc mai, chú ý một chút có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, có lẽ tay chỉ cần nhích sang một chút là có thể nắm lấy đôi bàn ta câu nệ để trên đùi. Đơn dũng thử nhích, nhưng mà cái tay không nghe lời, tả hy dĩnh chớp mắt, tự hồ nhìn ra động tác cực nhỏ của đơn dũng, làm y bối rồi quay đầu đi che giấu. Không ngờ bàn tay trắng trẻo mà y không dám nắm lại đưa ra, nắm lấy cổ tay y, đặt vào lòng bàn tay cô thật nhẹ nhàng mười ngón tay đang vào nhau bàn tay nhỏ mang mát đơn dũng hơi nhíu mày nắm chặt lấy một chút mới cảm giác bàn tay đó ấm dần tự hồ không cần lời tình ý ngọt ngào chỉ cần lặng lẽ ta nắm tay như vậy cảm thụ nhịp tim của nhau thôi khóe mắt tả hy dĩnh có thể thấy bờ vai rộng rãi rắn chắc nhưng ngại ngùng không dựa vào tự hồ mấy tháng không gặp có thêm chút xa lạ Cô đang do dự thì đơn dũng đã nắm lấy bàn tay còn lại của cô, ủ trong lòng bàn tay lớn, ram ráp, nóng ấp của y. Có dòng điện li ti từ lòng bàn tay lan tỏa, lỗ tai tả hy dĩnh nóng lên, còn tưởng rằng đơn dũng muốn có động tác thân mật, cô né tránh. Không ngờ đơn dũng khẽ nói như sợ lái xe nghe thấy, sư tỷ tay chị lạnh quá, sao vẫn còn giống hệt lần trước thế. Chị phải ăn thêm thịt cá, không thể kiên quá mức, đặc biệt là nội tạng động vật như gan lá lách. Còn cái thứ cây như ớt. Hôm qua em nói chuyện với giúp việc rồi, thực đơn nhà chị có vấn đề, quá thanh đạm, nếu ăn quanh năm sẽ tì hư vị hàng, dinh dưỡng không tốt. Tả Hy Dĩnh bất giác nhớ lại bát canh lòng ăn ở miếu thành hoàng, nhớ cái cảm giác ăn tới toát mồ hôi, nhỏ giọng đáp, quen rồi không dễ sửa, với lại cha tôi quá tham ăn, tôi mà không kiềm chế, cha tôi càng không tiết chế. Ôi, chị cứ để bác ăn đi, bao nhiêu tuổi rồi còn tiết chế cái gì nữa, giờ chuyện bác có thể làm không phải chỉ có ăn và chơi thôi sao? Đơn Dũng nói đỡ cho giáo sư tả. Cậu nói thật nhẹ nhàng, không phải cha cậu cậu không sót, lần trước tôi chưa tính sổ với cậu đâu, cha tôi tới Lộ Châu, cậu chuốt cha tôi, về phải truyền dịch hai ngày. Tả Hy Dĩnh không vui, tính nợ cũ. Hả, không phải chứ? Đơn Dũng không ngờ lần trước mời ông tả tới lư Nhục Hương lại gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy, thấy sư tỷ không vui, nói hay thế này, em dạy chị biện pháp quản lý bác biện pháp gì kiếm cho bác một bác gái để quản chứ sao em thấy có nhiều bà cụ đơn thân ở bên đại học hạ môn lắm bác tả là người độc thân cấp kim cương đấy đơn dũng nghiêm túc nói nhìn lông mày sư tỷ vừa hơi nhướng lên cơn giận chưa phát ra là y đã đổi giọng không muốn thì coi như em không nói nhưng mà em thấy bác đã kết hôn ba lần rồi không tồn tại vấn đề về già đổ đốn tả hy dĩnh bực lắm nhưng mà lại bị lời của y làm phì cười, biến thanh vẻ mặt dở khóc dở cười, có chút hờn giận rụt tay lại. Nhưng đơn dũng to gan nói ra mấy lời này thì cũng đã có sự chuẩn bị rồi, nắm rất chặt, cô rút hai lần không có hiệu quả, dùng mắt uy hiếp. Đơn dũng cười ngốc nghếch, bản lĩnh này đoán chừng là học của lôi đại bằng, mục đích là làm người ta không giận được. Xem ra rất có hiệu quả, tả hy dĩnh lại bị bộ dạng của y bật cười. Xuống xe thấy bến tàu rất đông, đơn dũng chen lớn mua vé, địa danh nổi tiếng Nam Bắc này thu hút rất nhiều du khách. Y gần như phải kéo tả hy dĩnh chen lên thuyền, vừa rồi tranh giành mua vé nên mua phải vé đứng tầng 1, mình thì chẳng sao, nhưng để sư tỷ phải đứng thế này thì không đành lòng, muốn xuống đối vé thì không kịp, ngại ngùng xin lỗi. Tả hy dĩnh bám vào mạng thuyền, chẳng hề để ý. Còi hơi vang lên, chiếc phà rẽ sóng tiền lên, hôm nay trời âm u, gió khắc lớn, thổi mép áo bay phần phật, tả hy dĩnh cuộn tóc lại, mặt hướng về phía gió thổi, tóc mai bay bay làm đơn dũng lòng gợn sóng. Nghe tiếng còi thi thoảng vang lên, nhìn sư tỷ như tiên tự ngự gió mà đi, đơn dũng càng thêm khao khát, giống như năm xưa ngồi ở bên cổng trường nhìn đám học muội, luôn mong gió lớn hơn một chút, thổi mép váy cao lên một chút. Phản ứng của cậu không tệ nhỉ. Tả Hy Dĩnh đột nhiên nói. Phản ứng gì à? Đơn Dũng ngẩn người không hiểu cho lắm. Kiệt Tả Hy Dĩnh nhỏ giọng đánh mặt ra phía sau. Hôm nay gió to, và trao đảo, đám du khách việt cạn ở phương bắc không chịu nổi, đã có người nôn rồi. Đơn Dũng cười thoải mái, em thường xuyên phóng thuyền máy ở đập nước Chương Trạch, tốc độ nhanh hơn thế này nhiều. Đó là hồ nhân tạo, đây là biển, vậy mà cậu cũng so sánh được. Tả Hy dĩnh mắt nhìn ra xa, ở đằng xa biển trời nối liền một dải, mây dày che đi mặt trời, chỉ còn lại ánh sáng trắng. Phía trước chỉ có một màu xanh biên biết, loáng thoáng tiếng hải âu vang vang làm người ngắm cảnh quên đi cả sự tồn tại của bản thân. Thật đẹp. Tả Hy dĩnh giang tay ra đón gió, áo trong ôm sát eo thon, bầu ngực căng tròn ưỡng lên, vẻ mặt như cũng đã ngà say. Thật đẹp. Đơn Dũng nhìn cảnh đẹp trước mắt mình, dằn lòng không được gần như nín thở thốt lên. Tả Hy dĩnh vui vẻ quay sang, còn tưởng tâm cảnh hai người lúc này hòa là một, không ngờ Đơn Dũng căn bản chẳng ngắm cảnh, đôi mắt cứ dừng trên người cô, khẽ gắt sau này cậu đừng nhìn tôi như thế được không vì sao không được đơn dũng không phục nhìn làm người ta đỏ mặt tả hy dĩnh vô thức đưa mắt nhìn quanh xem có ai chú ý không đơn dũng tất nhiên chẳng đỏ mặt lại còn nói vậy chị ăn miếng trả miếng đi cũng nhìn thế cho em đỏ mặt không đứng đắn không để ý tới cậu nữa tả hy dĩnh nói là không để ý nhưng chỉ vẻn vẹn hơi nghiêng đầu đi khi bàn tay nắm mạng thuyền bị đơn dũng nắm lấy cũng không phản ứng để cho y nắm nhìn hải đảo càng lúc càng gần khi xuống phà đơn dũng đột nhiên phát hiện mặc dù mình và sư tỷ là đôi trai tài gái sắc cũng khó thu hút được người khác chú ý dưới phà và trên phà đôi tình lữ tay nắm tay không phải là nhiều mà là rất nhiều nơi này thật tuyệt em thích đơn dũng nắm tay tả hy dĩnh đặt chân lên đảo thốt lên đương nhiên rồi nơi này là hòn đảo dương cầm đất lành của âm nhạc còn lưu giữ rất nhiều kiến trúc phong cách châu Âu cổ, phía đông có bức tượng trịnh thành công cao 13 mét, rất tráng lệ. Cha tôi rất thích hoa viên thuộc trang nơi này, được xây dựng đầu thế kỷ, rất có phong cách kiến trúc minh thanh. Tả Hy Dĩnh chỉ hướng nhiệt tình giới thiệu thắng cảnh trên đảo. Đơn Dũng bật cười, hai người lại suy nghĩ khác nhau rồi, cái em bảo tuyệt khác với chị. Cậu phát hiện ra cái gì hay rồi? Chị xem, tình lữ rất nhiều, sư tỷ thật biết chọn chỗ, đây đúng là nơi tốt nói chuyện yêu đương. Tả Hy Dĩnh cười nhẹ, cổ lãng tự trừ đặc sắc của chính bản thân nó ra thì e rằng đây chính là đặc cắt lớn nhất rồi. Cô chỉ cười không nói, mỗi lần đơn dũng trêu gẹo không gây ra phản ứng quá lớn từ cô. Có lẽ tính cách sư tỷ được di truyền thành phần thông dong của giáo sư tả, cho dù trong lòng có thích thì e cũng không dễ dàng nói ra. Chứ sao, cô chỉ cười rồi kéo đơn dũng đi về phía trước. Không đi không biết, cảnh sắc nơi này thật kỳ diệu, trừ một đống soái ca mỹ nữ, thứ thu hút nhất trên đảo này là đủ các loại mèo, khoang, trắng, đen, đủ cả. Chúng nên ngang đi lại giữa phố, chẳng sợ người lạ, nếu chỉ máy ảnh vào chúng, nói không chừng chúng còn tạo dáng, trông rất đáng yêu, làm các cô gái cứ gọi là thích mê. Tả Hy Dĩnh rất thích mèo, cứ mỗi lần thấy một con cô lại ngồi xuống vẫy tay, nụ cười thân thiết tựa hồ mèo cũng thích. Cô bế vào lòng vuốt ve vài cái mới thả xuống để chúng kêu mèo đi dạo khắp nơi không chỉ trên đường phố, mà trong cửa hiệu, gần như nhà nhà có mèo, có con quậy phá ở trong hiệu, có con lười nhát ngủ trên quầy thu ngân. Đơn Dũng phát hiện ra huyền cơ rồi, đám mèo đáng yêu, thêm vào cửa hiệu cố ý dung túng chúng, luôn thu hút được các cô gái móc vì ra mua một đống đồ vô dụng. Cổ lãng tự là hòn đảo đi bộ, không có bóng dáng một chiếc xe động cơ nào, vì thế tuy là một trong số địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất trong nước, nhưng bầu không khí trong lành yên tĩnh, chẳng hề có sự hối hả xô bồ. Hai người đi dạo hơn một tiếng, ăn trưa, tới cửa một cửa hiệu, Tả Hy Hi Dĩnh đứng lại tha thiết nhìn tấm biển, Đơn Dũng nhìn một cái chua tới tận miệng, biển bưu ký hạnh phúc đã chua, đề tự quảng cáo chua hơn, đôi khi mất đi một đóa mây chưa chắc mất đi cả bầu trời, đôi khi có được một đóa mây lại có được cả bầu trời hạnh phúc. Cho dù anh Đơn có tốt nghiệp khoa trung văn cũng không hiểu cái cửa hiệu này kinh doanh cái gì, Tả Hy Dĩnh giải thích thì ra ở đây có thể viết một lá thư gửi cho bản thân trong tương lai ông chủ chịu trách nhiệm gửi cho mình đúng thời gian đó đương nhiên thu phí theo thời gian bảo quản ngắn dài vậy ông chủ ăn tiền bẩn không gửi thì sao đơn dũng không thấy hàm ý sâu xa gì lại thấy sơ hở trong kinh doanh tả hy dĩnh hết nói người ta mở cửa hiệu mấy chục năm rồi còn tham vài đồng của cậu à chưa chắc đâu mỗi ngày người lên đảo nhiều thế lừa mỗi người một đồng thôi cũng là con số khả quan rồi làm gì có ai mấy năm sau vì không nhận được thư nên tới đòi đơn dũng đang nói hăng bắt gặp vẻ mặt mất hứng của sư tỷ đổi giọng ngay đùa với chị thôi ý chị là muốn gửi một lá thư cho bản thân trong tương lai à không tôi viết một lá thư gửi cho cậu trong tương lai bây giờ không cho xem đợi khi nào tôi tốt nghiệp sẽ gửi cho cậu được không tả hy dĩnh lúc này tựa cô bé đôi mắt to nhìn đơn dũng tha thiết được vậy em cũng viết cho chị trong tương lai một lá thư nội dung là đúng rồi thế thì em cũng không nói cho chị biết đơn dũng học theo làm ra vẻ bí mật hai người tay nắm tay đi vào cái cửa hiệu nhỏ trang trí ấm áp dễ thương chủ cửa hiệu là ông chú trung niên hói đầu mang khí chất gian thương cửa hiệu trên đảo cũng chẳng phải là đúng với biển hiệu ví như hiệu triệu tiểu thư bên trong là bác gái chứ chẳng có tiểu thư mê người chủ cửa hiệu ân cần chiêu đãi Nghe ý hai người, chuẩn bị giấy viết thư, còn chuyên môn tách bọn họ ra. Đơn Dũng soạt soạt vài cái là viết xong, gấp lại cho vào phong bì. Đợi rất lâu Tả Hy Dĩnh mới viết xong, thần bí gấp lại, tự mình dán niêm phong, hai người trao đổi địa chỉ, giao cho ông chủ thu giữ. Đi khi ra ngoài Đơn Dũng vẫn lẩm bẩm, đám người phương Nam này thật biết kiếm tiền, thế mà cũng có người tin. Tựa như hoàn thành một tâm nguyện, Tả Hy Dĩnh đi ra ngoài, bước chân thậm chí có chút nhún nhảy nụ cười hồi lâu không tan trên môi đơn dũng nghi ngờ lắm đi nhanh vài bước xoay ngược người lại đi giật lùi đối diện với cô sư tỷ chị viết gì mà vui vẻ thế không thể nói với cậu đợi năm sau tôi tốt nghiệp lá thư này sẽ gửi tới hưởng mã trại lộ châu lúc đó cậu sẽ biết nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha